Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tập sẽ hối thúc Việt Nam tham gia tích cực vào sáng kiến Vành đai và con đường. Đại diện Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 12 có bài viết Vành đai và con đường Việt Nam kháng cự sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tin cho biết có gần 150 quốc gia đã tham gia vào sáng kiến Vành đai và con đường của Tập Cận Bình, chiếm đến 75% dân số thế giới. Trong đó, Đông Nam Á, vị trí trung tâm là nơi hội tụ của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, được coi là yết hầu chiến lược tạo nên uy thế cường quốc của Trung Quốc. Dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định như sau. Việt Nam ủng hộ sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc và các lãnh đạo Việt Nam thường xuyên tham dự các diễn đàn Vành đai và con đường do Trung Quốc tổ chức. Tuy nhiên, về mặt thực tiễn, Việt Nam không tích cực tham gia vào các dự án trong khuôn khổ này hay tiếp nhận các khoản đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến. Hình ảnh đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thông tin cho biết Trung Quốc cho rằng hai nước Trung và Việt Nam đang tích cực triển khai kết hợp hợp tác giữa một vành đai một con đường với hai hành lang một vành đai. Tuy nhiên Việt Nam không chính thức xác nhận một dự án nào thuộc về vành đai và con đường. Điều này cho thấy tâm lý và thái độ thận trọng của Việt Nam trong việc tiếp nhận các nguồn vốn, các khoản vay qua các kênh chính thức từ phía Trung Quốc, tiến sĩ Hiệp đã nói như vậy. Cùng nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, Mỹ, ông Murray cho biết tiếp, sự hoan nghênh của Việt Nam đối với vành đai và con đường chỉ mang tính chất ngoại giao nhằm xoa dịu Trung Quốc. Hà Nội không thực sự quan tâm tới các dự án trong khuôn khổ vành đai và con đường cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Việt Nam không muốn bị mắc nợ Trung Quốc trong các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng vào thời điểm mà hai nước có những khác biệt sâu sắc trên Biển Đông. Ông ta đã nói như thế. Một dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện đắp chiếu tới 20 năm. Đại diện Hoa Kỳ cũng cho hay sự thận trọng của Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vốn của Trung Quốc còn thể hiện qua việc Hà Nội từ chối khoản vay của Bắc Kinh cho việc xây dựng tuyến đường cao tốc Vân Đồn nối với Móng Cái và không cho tập đoàn công nghệ của Trung Quốc Huawei tham gia vào phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông 5G. Của Việt Nam với lý do quan ngại về an ninh quốc gia, theo truyền thông nhà nước chia sẻ. Vẫn theo thông tin cho biết, tờ báo Công an Nhân dân trích dẫn tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, giám đốc chương trình nghiên cứu kinh tế quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định rằng khoảng 70% các dự án của vành đai và con đường rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Việc các doanh nghiệp Trung Quốc mang lao động của họ sang quốc gia bản xứ để làm việc cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ. Các dự án vành đai và con đường ở nhiều nước được xem là bẫy nợ của Bắc Kinh. Các quốc gia đang phát triển hiện nợ Trung Quốc khoảng 1 tỷ đô la. Việt Nam vẫn tìm kiếm các nguồn vốn ODA từ Nhật và Ngân hàng Thế giới để không phụ thuộc vào nguồn vốn của Trung Quốc. Nước Ý đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố sẽ rời khỏi vành đai và con đường. Thủ tướng Ý Meloni gọi quyết định tham gia vành đai và con đường là một sai lầm nghiêm trọng và cho biết những cam kết kinh tế của sự hợp tác trong sáng kiến này đã không bao giờ thành hiện thực. Trong khi đó, Trung Quốc không ngừng thúc ép Việt Nam tham gia vào vành đai và con đường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đến Việt Nam vào ngày 12 tháng 12 và sẽ kết thúc và thúc giục Hà Nội đón nhận vành đai và con đường nhiệt tình hơn. Theo tiến sĩ Hiệp, Việt Nam có thể đang cân nhắc thay đổi cách nhìn về vành đai và con đường, trong khi Trung Quốc cũng có những thay đổi về cách tiếp cận của vành đai và con đường bằng các dự án quy mô nhỏ và mang tính hiệu quả cao. Dẫn lời nhà văn Phạm Viết Đào cho rằng Việt Nam không thể tin được Trung Quốc vì họ chỉ cài bẫy. Sự ngờ vực của phần lớn người dân Việt Nam đối với Trung Quốc không chỉ xuất phát từ những tranh chấp của Biển Đông, mà từ những kinh nghiệm lịch sử từ trước đến nay. Điều này thể hiện trong khảo sát tình trạng Đông Nam Á năm 2023, trong đó 2/3 số người Việt Nam được hỏi không tin tưởng vào sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tập sẽ hối thúc Việt Nam tham gia vào vành đai và con đường. Biến trụ sở Bộ Công an thành nơi mua bán đồ ăn cắp, Bộ trưởng Bộ Tô Lâm phải trả lời công luận. Trong những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an tại Việt Nam. Người dân không thể tin nổi lực lượng nhân danh thanh kiếm và lá chắn với trách nhiệm là đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội đã để xảy ra các bê bối rất nghiêm trọng. Tình trạng các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền, v.v. với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, y như phường đầu trộm đuôi cướp
đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Công an điều tra vụ bán xe gian tại trụ sở Bộ Công an. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 12 đưa tin, công an điều tra vụ bán xe gian tại trụ sở công an. Điều đang nói trong vụ việc này là chiếc xe gắn máy Honda bị mất trộm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, 8 tháng sau lại được giao bán trên mạng xã hội, mà địa điểm giao dịch mua bán tang vật của trộm lại là trụ sở công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo Pháp Luật Thành phố cho biết vào ngày 8 tháng 12 trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung xe Honda của chú TQH mua cho con trai đi làm ở quận Nhất, nhưng sau đó chiếc xe đã bị mất trộm vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Nhưng tới hôm nay chiếc xe Honda đó lại được giao bán công khai trên mạng xã hội, địa điểm giao dịch mua bán tại trụ sở công an ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Được biết, nạn nhân mất xe đã đi cùng với hai hiệp sĩ đến trụ sở công an xã Đông Thạnh để xem chiếc xe bị mất trộm được giao bán. Lúc này, chiếc xe mất trộm đã được gắn biển số giả, có số là 61K199199. Trong các clip được chia sẻ là cuộc trao đổi giữa các hiệp sĩ chủ xe bị mất trộm và người bán xe gian. Trong trụ sở công an xã Đông Thạnh, tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tường thuật như sau. Một người thì hỏi, xe anh bán có giấy tờ không? Thì người bán xe nói không. Sao anh biết xe không có giấy tờ mà anh là công an viên? Người kia đối chất. Người bán trả lời, chuyện đó tao không cần biết, xe đó tao mua lâu rồi, tao không biết là xe mất cắp. Người đối diện lại hỏi, anh là công an viên đúng không? Anh ra tới phường, anh biết xe không có giấy tờ, anh vẫn giao bán trên mạng xã hội, tại sao lại như vậy? Đáng ngạc nhiên, vẫn theo tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người có hành vi tiêu thụ xe ăn cắp lại lớn giọng thách thức đầy hăm dọa rằng, nè, mày đừng có hỏi nhiều cái chuyện đó. Trụ sở công an xã Đông Thạnh, nơi xảy ra vụ việc, hình chụp từ video clip. Trao đổi với phóng viên của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, anh NHL, một hiệp sĩ trong cuộc cho biết, anh là người đã liên hệ với tài khoản giao bán chiếc xe bị mất cắp để mua chiếc xe nó trên với giá 24 triệu và được người bán xe thông báo là xe không giấy tờ. Vẫn theo hiệp sĩ NHL, người này xưng là công an xã, chạy xe không giấy tờ thoải mái nên chúng tôi an tâm. Anh ta nói cứ vô bên trong công an xã Đông Thạnh để giao dịch nên chúng tôi chạy vào trụ sở để coi chiếc xe mang biển số 61K1. Khi đó, chủ nhân của chiếc xe nhận ra thấy xe đó có bề ngoài giống hệt với chiếc xe của mình. Sau khi kiểm tra số khung thì chủ xe khẳng định đây đúng là xe đã bị mất cắp ở quận Nhất vào hồi tháng 3 năm 2023. Vậy mà, theo tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một đại diện của công an huyện Hóc Môn cho biết đã nắm bắt được vụ việc và đang lập hồ sơ điều tra làm rõ. Riêng người bán chiếc xe ăn cắp tại trụ sở công an xã Đông Thạnh thì không phải là công an mà là người này trước đây từng là công an viên nhưng đã nghỉ từ lâu. Ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tai tiếng của Việt Nam Tô Lâm. Dư luận xã hội thấy rằng vụ việc này đã chứng minh lực lượng công an nhân dân vi phạm pháp luật không dừng lại ở tư cách cá nhân mà còn là việc vi phạm có tổ chức, đồng thời dung túng cho kẻ phạm pháp. Nguy hiểm hơn đó là việc biến trụ sở công an thành nơi giao dịch mua bán đồ ăn cắp. Đó là những bằng chứng cho thấy đạo đức, tư cách của cán bộ, chiến sĩ, công an đã ở mức báo động nghiêm trọng. Phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn, không chỉ trong nội bộ ngành công an mà cả ở thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính quyền ở Việt Nam. Công luận cũng đề nghị ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải trả lời cho người dân được rõ vì sao lại để cho lực lượng còn đảng, còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin biến trụ sở công an thành nơi mua bán đồ ăn cắp. Bộ trưởng Tô Lâm phải trả lời công luận ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de